Mình được Tử Vi mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp Chủ nhật ngày 28 tháng 8 năm 2022 và theo âm lịch, hôm nay là ngày mùng 2 tháng 8 năm Nhâm Dần. Ngày này là ngày Quý Sửu, tháng Kỷ Dậu, năm Nhâm Dần và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Giáp Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Ất Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Đinh Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Canh Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Nhâm Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thanh Long, giờ Quý Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Minh Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Nhâm Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Quý Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Chu Tức, giờ Bính Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Mậu Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Kỷ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Tân Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Cầu Trần. Về ngũ hành niên mệnh tam đồ mộc ngày Quý Sửu tức chi khắc can, nghĩa là thổ khắc với thủy, và ngày hôm nay là ngày hung. Về nạp âm tam đồ mộc kỷ tuổi đinh mùi tân mùi ngày thuộc hành mộc khắc với hành thổ, đặc biệt là tuổi tân mùi kỷ dậu đinh tỵ thuộc hành thổ không sợ mộc. Ngày Sửu lục hợp với tý, tam hợp với tỵ và dậu thành kim cục xung với mùi hình tuất hại ngọ phá thìn và tuyệt mùi. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Ất Mùi, Tân Mùi, Đinh Hợi, Đinh Tỵ, tuổi xung trong tháng tuổi Tân Mão, Ất Mão. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Thiên Ân, sao Nguyệt Ân tốt mọi việc, sao Mạn Đức Tinh tốt mọi việc, sao Tam Hợp tốt mọi việc, sao Mậu Thương tốt về cầu tài lộc, khai trương, mở kho, sao Thiên Ân tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao Đại Hao, Tự Khí, Quan Phú, xấu mọi việc, sao Câu Trận, kỵ về an táng. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, Hỷ Thần hướng Đông Nam, Tài Thần hướng Tây Bắc. Và sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp Chủ nhật ngày 28 tháng 8 năm 2022. Mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Tử vi tuổi Tý Chủ nhật ngày 28 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Tý bước sang ngày Chủ nhật này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có lục hợp quý nhân nâng đỡ cho vận trình của bạn. Nhờ vậy mà bạn mệnh xây dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp, thân thiện, hòa hợp. Tuy nhiên, với bạn cũng cần phải phân biệt rõ những đối tượng tốt, xấu để tránh tình trạng bị lợi dụng khiến cho bản thân chịu thiệt thòi về mai sau. Lại thêm, trong vận trình ngày Chủ nhật này với ba tuổi Tý đang gặp được ngày có thực thần phù trợ, điều này sẽ giúp cho bạn gặp được nhiều thuận lợi về tài lộc trong ngày hôm nay. Với ba tuổi Tý có được lộc trời ban, nhất là đối với những ai làm trong các lĩnh vực như là kinh doanh, buôn bán, ngành nghề tự do. Có điều bạn cũng cần phải giữ thái độ tỉnh táo, tránh đầu tư mù quáng nhé. Tuy nhiên, trong vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Tý lại đang gặp ngày có thủy thổ xung khắc, điều này làm cho bạn không nên quá mải mê theo đuổi sự nghiệp mà bỏ lỡ đi những điều quan trọng hơn trong cuộc sống của mình. Bạn cần phải dành nhiều thời gian hơn nữa để ở bên gia đình, bên các thành viên, bạn sẽ nhận ra được tiền bạc dù có nhiều cũng không thể nào đánh đổi được hạnh phúc nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Tý trong ngày Chủ nhật này, tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim dễ xây dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy cần phải phân biệt rõ đối tượng tốt xấu để tránh bị lợi dụng. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa gặp nhiều thuận lợi về tài lộc trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, người làm trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán có được lộc trời ban. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc không nên quá mải mê theo đuổi sự nghiệp mà bỏ bê gia đình.
Vậy đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 24, số 66, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh dương, màu đen, quý nhân phù trợ tuổi Thìn, tuổi Thân, tuổi Sửu. Tử vi tuổi Sửu, chủ nhật, ngày 28 tháng 8 năm 2022. Vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Sửu, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh. Điều này sẽ mang tới cho bạn có được sự sáng suốt và khéo léo hơn trong các mối quan hệ xã giao. Với bạn tuổi Sửu, có thể sẽ nhìn nhận rõ ai là những người tốt bụng, chân thành, muốn giúp đỡ mình và ai là những kẻ ích kỷ, chỉ muốn lợi dụng bạn, thu lợi cho bản thân mình mà thôi. Từ đó có cách ứng xử sao cho phù hợp bạn tuổi Sửu nhé. Và ngày chủ nhật này với bạn tuổi Sửu, chỉ cần nghiêm túc với định hướng hiện tại của bản thân mình, cộng với việc không ngừng cố gắng vươn lên, với bạn sẽ hoàn toàn có thể dễ dàng có cơ hội thăng tiến trong bất cứ lĩnh vực nào mà bạn đã lựa chọn. Tuy nhiên, trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp ngày có thổ khí vượng. Điều này nhắc nhở bạn cần phải chú ý hơn về sức khỏe của bản thân mình. Chế độ ăn uống, nghỉ ngơi thiếu điều độ và không khoa học sẽ khiến cho gan, thận, dạ dày đều bị tổn thương, không chỉ mệt mỏi mà còn dẫn tới nhiều bệnh tình nghiêm trọng khác nữa. Về câu quyết cho bạn tuổi Sửu trong ngày chủ nhật này, tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh kim, có được sự sáng suốt và khôn khéo hơn trong các mối quan hệ. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh thủy, nhìn nhận rõ ai là những người tốt bụng với mình. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh hỏa, hãy cứ nghiêm túc với định hướng hiện tại của bản thân. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh thổ, có được cơ hội thăng tiến trong bất cứ lĩnh vực nào mà bạn đã lựa chọn. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh mộc, cần phải chú ý tới sức khỏe, có chế độ ăn uống, nghỉ ngơi, điều độ hơn. Và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 12, số 74, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu cà phê, màu vàng, quý nhân phù trợ tuổi Tỵ, tuổi Dậu, tuổi Tý. Tử vi tuổi Dần, chủ nhật, ngày 28 tháng 8 năm 2022. Vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Dần, xem tử vi cho thấy bạn đã gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh. Điều này sẽ giúp cho bạn cảm nhận rõ được tài lộc đang lần lượt đổ về túi của mình. Ở thời điểm này, với bạn tuổi Dần đừng có ngần ngại những cơ hội về đầu tư khi mà với bạn đang có nhiều điều kiện thuận lợi. Bạn cần phải tự tin vào năng lực và khả năng tính toán, óc phán đoán của mình. Mọi thứ đều đang chỉ ra rằng bạn đã đi đúng hướng, đúng đường nữa rồi. Tuy nhiên, trong ngày chủ nhật này với bạn tuổi Dần, dù tiền có dư dôi hơn trước đi chăng nữa thì bản mệnh cũng đừng có vội tiêu pha hoang phí. Bạn nên để một phần để chi tiêu hàng ngày, phần khác để tiết kiệm, một phần để đầu tư cho tương lai, đề phòng những trường hợp xấu có thể bất ngờ xảy ra nhé. Ngày chủ nhật này với bạn tuổi Dần lại đang gặp ngày có thổ mộc xung khắc. Điều này sẽ khiến cho cái chuyện tình cảm vợ chồng lại trở nên lạnh nhạt với nhau, không được tốt. Hai bạn có bận rộn với công việc, khi rảnh rỗi cũng lại mải mê với những thú vui riêng của mình. Chính vì thế mà hai người dần xa nhau, không còn nói chuyện nhiều, khiến cho các bạn kém phần thấu hiểu đối phương nữa. Về câu quyết cho bạn tuổi Dần trong ngày chủ nhật này, tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh thủy, có được vận may về tài lộc đang lần lượt đổ về túi. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh hỏa, đừng có ngại những cơ hội về đầu tư khi có những điều kiện thuận lợi. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh thổ, tự tin vào năng lực và khả năng tính toán của mình. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh mộc, đừng có vội tiêu pha hoang phí khi có được tiền bạc dư dôi. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh kim, tình cảm vợ chồng trở nên lạnh nhạt do quá bận rộn với cuộc sống. Và đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 26, số 84, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá, màu xanh lam, quý nhân phù trợ tuổi Ngọ, tuổi Hợi, tuổi Tuất.
Tử vi tuổi Mão, chủ nhật, ngày 28 tháng 8 năm 2022. Vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Mão, xem tử vi cho thấy bạn đã gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh. Điều này báo hiệu cho bạn trải qua một ngày đón nhiều tin vui liên quan tới tiền bạc. Các tinh soi sáng con đường tài lộc cho bạn, cho nên với bạn tuổi Mão nhờ thế mà có thêm những khoản thu nho nhỏ về cho mình. Tuy không đạt được nhiều nhặng gì cho lắm nhưng cũng đến rất kịp thời, đủ để trang trải những lúc khó khăn ở hiện tại cho bạn. Tuy nhiên, trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Mão cũng đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc, điều này sẽ khiến cho bạn đang có nhiều nỗi buồn về chuyện tình cảm. Đối với những người đang còn độc thân, chưa tìm được bến đỗ cho mình, lại thêm sự thúc giục từ phía gia đình và họ hàng khiến cho bạn càng áp lực và lo nghĩ rất nhiều. Với bạn đang có cảm giác cô đơn và lạc lõng giữa dòng đời tấp nập nữa. Trong ngày chủ nhật này, đối với những người đã có đôi có cặp, cái chuyện tình cảm cũng chẳng hơn gì khi với bạn luôn cảm thấy không được chia sẻ trong mối quan hệ tình cảm giữa hai người. Với bạn thấy thiệt thòi, tủi thân khi cô đơn trong chính cuộc tình đã từng nồng thắm, không khí gia đình vì thế mà cũng nhạt nhẽo và trầm lắng. Về cầu quý cho bạn tuổi Mão trong ngày chủ nhật này, tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy đón tin vui về tiền bạc, có thể sẽ có thêm những khoản thu nhập nho nhỏ về cho mình. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, tài lộc đến kịp thời, đủ trang trải cho những lúc khó khăn. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, có nhiều nỗi buồn về tình cảm, người độc thân vẫn lịa bóng. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, có cảm giác cô đơn và lạc lõng giữa dòng đời tấp nập. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, người đã có đôi có cặp, cô đơn trong chính mối quan hệ của mình. Và đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 15, số 71, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát được ra tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Mùi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Thìn, chủ nhật, ngày 28 tháng 8 năm 2022. Vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Thìn, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, và đây có thể là nguyên nhân chính khiến cho bạn tuổi Thìn dễ gặp phải những trục trặc trong công việc của mình. Và điều mà bạn nên làm lúc này là hãy giữ một trạng thái về tinh thần thật tỉnh táo, đừng có nên nóng giận vì những khó khăn đang mắc phải, kẻo bạn sẽ chẳng thể nào nhìn nhận được rõ vấn đề. Và ngày chủ nhật này với bạn tuổi Thìn, bạn cũng nên cẩn thận hơn, tập trung sức chú ý nhiều hơn khi xử lý các vấn đề liên quan tới tài chính. Tốt nhất là không nên đưa ra các quyết định vội vàng vào lúc này, kẻo dễ dẫn đến sai lầm, khiến cho tiền bạc đội nón ra đi. May mắn là về phương diện sức khỏe của bạn tuổi Thìn trong ngày chủ nhật này lại được ổn định, bản mệnh không cần phải quá lưu tâm. Thế nhưng điều đó không có nghĩa là cho mình được phép chủ quan, bản mệnh vẫn nên duy trì thói quen tập thể dục thể thao đều đặn hàng ngày để cho cơ thể khỏe mạnh thì mới có được tinh thần để làm việc được bạn tuổi Thìn nhé. Vài câu quyết cho bạn tuổi Thìn trong ngày chủ nhật này, tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa dễ gặp phải những trục trặc trong công việc, tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ hãy giữ một trạng thái về tinh thần thật tỉnh táo, tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc đừng nên nóng giận vì những khó khăn đang mắc phải, tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim nên cẩn thận hơn khi xử lý các vấn đề liên quan tới tài chính, tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy sức khỏe ổn định nên duy trì thói quen tập luyện thể dục thể thao hàng ngày. Và đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 16, số 95, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Tý, tuổi Thân. Tử vi tuổi Tỵ, chủ nhật, ngày 28 tháng 8 năm 2022. Vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Tỵ, xem tử vi cho thấy bạn đã gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp
Tỵ Dậu Sửu trợ mệnh. Điều này sẽ giúp cho bạn trong ngày hôm nay sẽ gặp được nhiều cát tinh soi chiếu, vạn sự thuận hòa. Hơn nữa, bản mệnh tuổi Tỵ vốn là người thông minh, nhanh nhạy, biết cách nắm bắt thời cơ, cho nên công việc diễn ra khá chi là thuận lợi và có điềm báo thăng tiến. Và trong ngày chủ nhật này với bạn tuổi Tỵ lại đang gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh. Điều này còn cho thấy có thể với bạn sẽ có được cơ hội gặp được những người có sức ảnh hưởng và nhận được nhiều lời đề nghị hấp dẫn có ích cho nấc thang sự nghiệp của bạn về sau này. Với bạn tuổi Tỵ, hãy chấp nhận thử thách như là cách để bước ra khỏi vòng an toàn mà bản thân đã tạo ra bấy lâu nay để bứt phá mạnh mẽ hơn nữa cho tương lai của mình. Ngày chủ nhật này với bạn tuổi Tỵ cũng đang gặp được ngày có hỏa sinh cho thổ vượng. Điều này cho thấy cái chuyện tình cảm của bạn cũng đang rất tốt đẹp. Với những mâu thuẫn trước đây được hóa giải, hiểu nhầm được bỏ qua, tình yêu có cơ hội được thăng hoa, vợ chồng thuận hòa, gia đạo êm đẹp. Đối với những người đang còn độc thân cũng nhận được nhiều tín hiệu tích cực từ những người đang để ý tới mình nữa. Về câu quyết cho bạn tuổi Tỵ trong ngày chủ nhật này, tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, được nhiều cát tinh soi chiếu, vạn sự thuận hòa. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, công việc dễ thăng tiến nhờ biết cách nắm bắt thời cơ. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc, có được cơ hội gặp gỡ những người có sức ảnh hưởng lớn. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim, hãy chấp nhận thử thách như là cách để bước ra khỏi vùng an toàn. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy, cái chuyện tình cảm được tốt đẹp, mâu thuẫn được hóa giải. Và đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 12, số 58, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ tuổi Sửu, tuổi Dậu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Ngọ, chủ nhật ngày 28 tháng 8 năm 2022. Vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Ngọ, xem tử vi cho thấy bạn đang chịu tác động của cục diện ngũ hành Sửu Ngọ tương hại. Điều này làm cho bạn đang có điềm báo trải qua một ngày có thể sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn từ mọi khía cạnh của cuộc sống. Đầu tiên là chuyện tình cảm đang có sự bất ổn, có lẽ vì bạn đang tập trung cho sự nghiệp của mình, cho nên hai bạn ít có khoảng thời gian dành riêng cho nhau, từ đó sự gắn kết giữa hai người cũng không còn nhiều nữa. Và với bạn tuổi Ngọ, nếu không sớm khắc phục tình trạng hiện tại, rất có thể mối quan hệ tình cảm của bạn sẽ bị đổ vỡ một cách nhanh chóng vì có sự chen chân của kẻ thứ ba. Kẻ đó nắm đúng thời cơ, chỉ cần đâm chọc một chút là tình cảm của hai bạn tan tành rất nhanh. Thêm vào đó, trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Ngọ cũng đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Điều này còn đe dọa tới vận thế sự nghiệp của bạn. Bạn làm chuyện gì cũng gặp phải những khó khăn trở ngại bày khắp chốn, khiến cho bạn muốn gục ngã, đủ thứ áp lực đè lên vai, bạn cảm thấy mệt mỏi và muốn buông bỏ nữa rồi. Về câu quyết cho bạn tuổi Ngọ trong ngày chủ nhật này, tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim có thể sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn từ cuộc sống. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy, tình cảm bất ổn do thiếu nhiều thời gian dành cho nhau. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa, đôi lứa thiếu đi sự gắn kết sẽ tạo điều kiện cho kẻ thứ ba. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ, khó khăn trở ngại bày ra khắp chốn khiến cho bạn muốn gục ngã. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc, đủ thứ áp lực đè lên vai, mỏi mệt và muốn buông bỏ. Và đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 11, số 91, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu hồng, màu tím, quý nhân phù trợ tuổi Tuất, tuổi Dần, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Mùi, chủ nhật ngày 28 tháng 8 năm 2022. Vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Mùi, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung Thìn Tuất Sửu Mùi. Điều này dễ làm cho bạn bị tác động bởi hoàn cảnh bên ngoài. Một phần là do bạn thiếu đi sự tự tin cho nên mới rơi vào tình huống khó xử như thế này.
Với bạn tuổi Mùi, bạn nên hiểu rằng đầu tư vào bản thân mới là cách cải thiện cuộc sống của mình hiệu quả nhất, và chỉ khi có kiến thức và sự hiểu biết, bạn sẽ cảm thấy cuộc sống tự tin hơn rất nhiều. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Mùi lại đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh. Điều này nhắc nhở bạn các vấn đề mà bạn tuổi Mùi đang vướng phải sẽ không tự nó được giải quyết. Vì thế bạn cần phải nỗ lực xắn tay áo lên để hành động. Trên thực tế, chúng không quá phức tạp và tốn nhiều thời gian như bạn vẫn nghĩ ban đầu. Còn thứ mà bạn cảm nhận chỉ là sự yên ổn và tạm thời mà thôi, không phải là cái đích cuối cùng dành cho bạn nhé. Ngày này, bạn tuổi Mùi lại đang gặp ngày có thổ khí vượng. Điều này cũng cho thấy sức khỏe của bạn đang bị ảnh hưởng đến tâm lý của bạn khá nhiều. Ngày hôm nay, bạn nên đi ngủ sớm sẽ tốt hơn, tránh lo việc bao đồng, lại càng thêm mệt mỏi hơn mà thôi nhé. Vài câu quyết cho bạn tuổi Mùi trong ngày chủ nhật này. Tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, nhiều người không đáng tin cậy như bạn nghĩ. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, chớ có hy vọng quá nhiều. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, nỗ lực hơn trong từng việc nhỏ nhặt. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, có những vấn đề tranh cãi xảy ra trong ngày. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, không vui vì chuyện tình cảm không như ý muốn. Vài đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 34, số 61, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ tuổi Sửu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Thân, chủ nhật ngày 28 tháng 8 năm 2022. Vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Thân, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Điều này cảnh báo cho bạn đang gặp họa phá tài đến rất gần, với bạn tuổi Thân không thể coi thường được. Với bạn tuổi Thân, có thể sẽ tiêu xài tiền bạc vào những chuyện vô bổ, không thực tế, khiến cho tài khoản của bạn bị hao hụt đi một con số lớn, và đến lúc nhìn lại mới thấy hối tiếc thì đã muộn mất rồi. Trong ngày chủ nhật này, đối với những người theo nghiệp kinh doanh, buôn bán thì bạn nên đề phòng trước những lời đề nghị ngọt ngào của những người bên cạnh, bởi có thể với bạn sẽ bị lừa gạt về tiền bạc. Bản thân cần phải kiểm soát những nhu cầu của mình, chớ có nên tham cái lợi trước mắt mà tiền mất tật mang nhé. Bù lại, vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Thân lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng, cho nên với bạn sẽ gặp nhiều niềm vui và sự bất ngờ trong chuyện tình cảm. Đây là lúc thích hợp để cho hai bạn tiến đến một giai đoạn mới trong chuyện tình cảm lứa đôi. Tình yêu có sức mạnh tạo động lực để cho bạn nỗ lực hơn nữa mỗi ngày. Về câu quyết cho bạn tuổi Thân trong ngày chủ nhật này, tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, đề phòng họa phá tài, chớ nên chủ quan coi thường. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, có thể sẽ tiêu xài tiền bạc vào những chuyện vô bổ. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, nên đề phòng trước những lời đề nghị ngọt ngào. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, chớ có nên tham cái lợi trước mắt mà để cho bản thân mình bị lừa gạt. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, gặp nhiều niềm vui và sự bất ngờ trong chuyện tình cảm. Và đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 19, số 72, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu bạc, màu ánh kim, quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Tỵ, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Dậu, chủ nhật ngày 28 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Dậu bước sang ngày chủ nhật này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp Tỵ Dậu Sửu che chở, giúp cho vận trình của bạn gặp được nhiều điều kiện thuận lợi, hanh thông, làm gì cũng được suôn sẻ. Trong ngày này, các kế hoạch của bạn ban đầu đều diễn ra được suôn sẻ. Nếu như muốn bắt đầu dự án mới, khởi nghiệp thì cũng sẽ có người giúp đỡ, cơ hội thành công rất cao, bạn nên mạnh dạn để thực hiện bạn tuổi Dậu nhé. Tuy nhiên, trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Dậu lại đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh. Điều này cho thấy dù bạn là người thông minh, dũng cảm và có chí tín thủ nhưng lại không mấy hòa thuận với đồng nghiệp và cấp dưới. Bản mệnh sẽ rơi vào tình cảnh bị cô lập và phải chiến đấu một mình khi vấp phải những khó khăn.
Thêm vào đó, vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Dậu lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Với bạn tuổi Dậu, nếu như bạn đang còn độc thân, sẽ có được nhiều cơ hội gặp gỡ, giao lưu với những người khác giới và chỉ cần bạn chịu khó cởi mở, bản mệnh hoàn toàn có thể tìm ra được người phù hợp với mình. Bạn cũng nên nhớ là đừng có khắt khe với mọi người quá bạn tuổi Dậu nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Dậu trong ngày chủ nhật này, tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh thủy, vận trình được thuận lợi, hanh thông, làm gì cũng được suôn sẻ. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh hỏa, các kế hoạch diễn ra được suôn sẻ, dễ thành công. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh thổ, bắt đầu dự án mới, tự khởi nghiệp cũng có người giúp đỡ cho bạn. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh mộc, cần phải hòa thuận hơn với đồng nghiệp và cấp dưới. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh kim, người độc thân sẽ có nhiều cơ hội gặp gỡ, giao lưu với người khác phái. Và đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 12, số 87, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Tuất, chủ nhật ngày 28 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Tuất bước sang ngày chủ nhật này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh, cho nên với bạn có thể làm việc với một cái đầu vô cùng là tỉnh táo và minh mẫn. Bạn tuổi Tuất, bạn có thể nhanh chóng đưa ra được cách giải quyết hợp lý, thậm chí là sáng tạo cho một công việc mà mình đang phụ trách ngày hôm nay nữa. Nhờ những sáng kiến của bạn trong ngày hôm nay mà công việc của tập thể được tiến hành một cách khá là suôn sẻ. Với bạn tuổi Tuất có thể yên tâm vì những cố gắng của bạn chắc chắn sẽ được cấp trên ghi nhận, cơ hội thăng tiến sẽ nằm trong tầm tay nếu như bạn vẫn giữ vững đà này nhé. Tuy nhiên, vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Tuất lại đang gặp ngày có thổ khí vượng, điều này làm cho bạn cần phải chú ý chăm sóc cho sức khỏe của bản thân mình nhiều hơn. Bản mệnh có thể sẽ mắc các bệnh về đường tiêu hóa, cần phải chú ý việc ăn uống trong ngày nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Tuất trong ngày chủ nhật này, tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh hỏa, làm việc với một cái đầu vô cùng là tỉnh táo và minh mẫn. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh thổ, nhanh chóng đưa ra cách giải quyết hợp lý. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh mộc, công việc được tiến hành một cách khá là suôn sẻ. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh kim, cố gắng của bạn chắc chắn sẽ được cấp trên ghi nhận. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh thủy, cần phải chú ý chăm sóc cho sức khỏe của mình nhiều hơn. Và đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 32, số 96, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Mão, tuổi Dần. Tử vi tuổi Hợi, chủ nhật ngày 28 tháng 8 năm 2022. Vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Hợi, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hội, điều này sẽ giúp cho bạn có được cơ hội gặp gỡ quý nhân trong ngày hôm nay. Công việc của bạn đang có những bước tiến triển thuận lợi, nhờ vậy mà với bạn tuổi Hợi có thể sẽ được cấp trên cất nhắc hoặc là giao cho những cơ hội phát triển, những cơ hội đáng quý nữa nhé. Với bạn tuổi Hợi, bạn là người thông minh, có tài, nhưng trong ngày lại đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh, và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là nên khiêm tốn, học hỏi mọi người xung quanh nhiều hơn, nếu không sẽ rất dễ đắc tội với kẻ tiểu nhân và tiểu nhân sẽ tìm đến cơ hội để bắt chẹt bạn trong tương lai nữa. Trong ngày cũng gặp phải ngũ hành xung khắc, điều này sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của bạn trong ngày. Vì vậy với bạn tuổi Hợi nên biết tiết chế về cảm xúc, kiềm chế những cảm xúc tiêu cực, cái nóng nảy, bực bội trong người dễ khiến cho sức khỏe bị tác động xấu, lại ảnh hưởng tới mối quan hệ với những người thân trong gia đình. Vài câu quyết cho bạn tuổi Hợi trong ngày chủ nhật này, tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh hỏa, có được cơ hội gặp được quý nhân, công việc tiến triển thuận lợi. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh thổ, được cấp trên cất nhắc hoặc là giao cho những cơ hội để phát triển. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh mộc, nên khiêm tốn, học hỏi mọi người xung quanh nhiều hơn. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh kim, thái độ không đúng mực, rất dễ đắc tội với kẻ tiểu nhân. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh thủy, nên biết tiết chế về cảm xúc, kiềm chế những cảm xúc tiêu cực.
Và đánh giá của bạn thứ hai trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 21, số 73, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu đen, quý nhân phù trợ tuổi Mùi, tuổi Mão, tuổi Dần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.